Đã thành thông lệ, những ngày giáp Tết, tại quân cảng Cam Ranh của tỉnh Khánh Hòa, những tàu hải quân lại nhộn nhịp ra khơi, mang theo quà Tết, tình cảm của đất liền đến với Trường Sa, vùng đất cực đông của Tổ quốc. Và nhóm phóng viên Trung Kiên Hồng Phong của VTC14 trong hành trình ra với Trường Sa đã kịp ghi lại một phần không khí mùa xuân rất đặc biệt ở tại đây. Hồi còi chào đất liền, ba con tàu chở 500 tấn hàng Tết sẽ đến với quân và dân trên huyện đảo Trường Sa. Con tàu mùa xuân 571 không chỉ mang lương thực, thực phẩm để tiếp tế cho quân và dân huyện đảo Trường Sa đón một cái Tết thật vui tươi đầm ấm. Nó còn là nơi gửi gắm niềm tin yêu của đất liền gửi tới đảo xa, luôn luôn tin tưởng quân và dân trên huyện đảo Trường Sa giữ vững biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đón đoàn công tác là những nụ cười rạng rỡ của quân và dân trên các xã đảo ở Trường Sa. Tại đảo Sơn Ca, các cán bộ chiến sĩ đã gói bánh chưng đón Tết sớm. Gạo nếp, đậu đỗ, thịt lợn, lá rong và các món gia vị đầy đủ, không kém gì trong đất liền. Tết ở trên đảo thì một là tình cảm của anh em đồng đội dành cho nhau là chủ yếu, cũng rất là ấm và vui vẻ. Công tác trang trí cũng được các đảo rất chú trọng để các cán bộ chiến sĩ vui xuân. Bên cạnh cảnh mai vàng, bộ đội Trường Sa còn đón Tết với chậu quất vừa được các vựa cây cảnh ở tỉnh Đồng Tháp gửi tặng. Tạo vật chất, tinh thần cho cán bộ chiến sĩ trên đảo. Và cán bộ chiến sĩ trên đảo luôn thấy là không có gì mà xa với đất liền cả. Luôn giữ được cái nét cổ truyền của dân tộc và luôn luôn hoàn thành tốt cái chúng tôi xác định là hoàn thành sắp xếp nhiệm vụ sự sẵn sàng chiến đấu trong các dịp Tết và cũng vẫn giữ được các buổi vui chơi theo cái Tết cổ truyền của dân tộc cho cán bộ chiến sĩ trên đảo. Trong cái Tết năm nay đấy thì cũng đã có rất nhiều các cái tổ chức, doanh nghiệp cùng chung vai góp sức để coi như thế là có những cái tấm lòng vàng là gửi từ đất liền, hơi ấm đất liền ra với lại quân dân huyện đảo Trường Sa. Thế thì cái nội dung này thì nó cũng là thông lệ như hàng năm thôi, Âu cũng là lẽ thường tình thôi. Bất luận một người con nào đang sống ở đâu đi chăng nữa thì cái ngày Tết quê nám cũng bao giờ cũng hướng về nơi quê hương, nơi những người thân của mình. Thế nhưng mà đặc biệt là chúng tôi ở đây thì đang canh giữ bảo vệ cái quần đảo Trường Sa. Thế thì cái điểm độ này cũng là hết sức là thiêng liêng. Để chào mừng năm mới, ngoài hoạt động đón Tết cổ truyền, quân và dân trên các đảo Trường Sa còn tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao sôi nổi, thú vị. Đón Tết sớm vui tươi, đầm ấm, giúp các chiến sĩ có thêm tinh thần phấn chấn để tiếp tục nhiệm vụ, cùng nhau chắc tay súng để canh giữ biển trời của Tổ quốc.